vợ ai. Thế giờ phút này đây không ai là quan trọng với em. Thế giờ phút này đây em sẽ không để ai nhớ nhau. Dù em biết sẽ có một ngày anh sẽ nhớ và quay về đây, nhưng em không còn yêu vừa qua, một sự cố gắng không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, xứng đáng được chúng ta tin yêu và là một thời thanh xuân của tất cả chúng ta. Chúc mừng em. Hơn 10 năm. Kính thưa quý vị, hơn 10 năm một chặng đường là một cơ sự cố gắng không ngừng nghỉ các bạn. Quân là biết Minh Hằng cũng mười mấy năm rồi, từ ngày là một cô gái đi hát trong một nhóm nhạc, cố gắng hàng đêm hát mọi lúc mọi nơi để được khẳng định mình. Và hôm nay điều đó là một điều minh chứng là chúng ta đang dành tình cảm rất lớn cho Minh Hằng, một gia đình thật lớn các bạn. Lời nói đầu tiên thì chắc là cho Minh Hằng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các fan của mình và cũng như là tất cả các anh chị báo chí ngày hôm nay đã dành thời gian đến đây, cũng như là gia đình thân yêu của mình như là Hoàng Thị Linh nè, Phạm Ngân nè. Tí nữa sẽ có Trịnh Thăng Bình và thầy nữa, thầy đỉnh, thầy âm này của Minh Hằng. Và cũng có các đối tác của Minh Hằng ngày hôm nay đến đây. Thực sự lời đầu tiên là Minh Hằng xin lỗi vì cái hô này nó hơi bé. Lúc đầu mình chỉ tính là ấm cúng thôi. Nhưng mà tại vì khi mà đưa ra cái ý kiến này á, thì các bạn fan đăng ký đông lắm, lên tới cả ngàn người. Và ngày hôm qua thì Hằng đã đích thân đi qua bên cái hô kế bên đối diện để mong muốn là 1.000 người đó có thể vào vị trí này. Nhưng Hằng lại lo nghĩ là nếu như 1.000 người đó thì Hằng có thể đứng gần được hay không, hay là các bạn cứ mãi ngồi ở phía xa ngoài kia y chang như là một cái concert nào đó, thì Hằng lại không thích điều đó. Ngày hôm nay chúng ta có hơi mệt, có hơi nóng, có hơi nhiều thứ lắm, không được ngồi ghế nữa. Nhưng mà chúng ta là một gia đình, chúng ta gần ở bên nhau, hát cho nhau nghe và chia sẻ những khoảnh khắc mà chúng ta đã có cùng với nhau. Đâu mọi người thông cảm cho Minh Hằng được không ạ? Nói chung là chúng ta hôm nay sẽ sắp hết mình với Minh Hằng nha, đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ với nhau những khoảnh khắc thật đẹp trong ngày hôm nay, ngày 28 tháng 6 mà Hằng, như Hằng đã chia sẻ là cũng hơn 10 năm rồi. Dạ, hơn 10 năm là một, thực ra hơn 14, 15 năm rồi. Đúng. Từ năm 16 tuổi là Minh Hằng đã đi hát. Năm nay là mới 28, 18 tuổi thôi. 18 tuổi thôi. 18 tuổi thôi. Nên bây giờ mình quên số tuổi đi. Quên đi. Nói chung là cứ hiểu nhau là hơn 10 năm là được rồi. Năm nào thì Minh Hằng cũng tổ chức fan meeting, tại vì thứ nhất là muốn gặp gỡ tất cả các bạn, ôn lại những kỷ niệm, và thứ hai là không phải bạn nào cũng có thể có cơ hội đến được cái show diễn của Minh Hằng, nên là đây là cái thời điểm mà chúng ta gặp gỡ nhau. Và ngày hôm nay thì có fan của Đà Nẵng nè, fan của Hà Nội nè, fan của Cần Thơ nè, fan của Bình Thuận, Ninh Thuận, có rất là nhiều fan. Mà các bạn nói là em phải đi xe mười mấy tiếng đồng hồ để vào đây, nên là mong chị cho em vào, em ngồi ở đâu cũng được, em không nhất thiết phải cần vé, cũng không cần quà, chỉ cần có thể gặp chị. Nên những cái lời nói đó năm nào mình cũng phải tổ chức. Giữ tay thật với những cách mời dễ thương của chúng ta các bạn. Dễ thương lắm luôn á. Ủa các hẹn mà gặp mặt công chúa giống nhau quá vậy? Có hẹn à? Ủa sao mặt khỏe quá vậy? Ê. À. Ê sao hẹn hỏi tao? Rồi. Anh chơi luôn nha. Em chơi chứ. Ok. Rồi. Muốn cầm hai bạn fan. 3, 1, 2, 3, 4. 3 bạn fan. Rồi. Cơ hội đứng chung những người sâu hổ. Rồi bé gái một người. Một. Bên này. Rồi. Bên này. Ai xuống phong? Rồi em xuống phong, em hai. Thêm bạn nữa. Ủa đủ rồi hả? Ba. Ờ tôi em lên là đủ rồi. Rồi. Sao mình lúc nào cũng lật ngắm như mình? Lúc nào cũng nhìn đẹp trai lịch lãm quá vậy? Rồi, trò chơi chúng ta như sau. Các bạn sẽ được chúng tôi dán sticker lên người. Nhạc ầm ầm vang lên, ai làm rớt hết sticker cho người đầu tiên người đó thắng cuộc. Chúng
ta phải lắc. Lưu ý phụ tùng giảm cái điểm rớt nha. Giảm hết nha. Kỹ nha. Rồi, xin mời bộ phận lên giảm sticker cho các bạn. Lưu ý là giảm rớt ra hết thì chúng ta mới thành công. Sticker là gì? Là những tờ giấy. Đó, lắc xong cho rớt hết nha. Lắc là lưu ý trong quá trình lắc không được dùng tay. Anh cầm chưa? Em dán áo mình không được, em dán quần cho anh. Em đề con nào lòi ra dán hết cho anh. Thôi em bằng thằng em khỏi chơi, em ngồi làm giám khảo cho anh. Khả Ngân chơi được rồi, Khả Ngân có bài hợp rồi. Mỗi người 10 miếng dán nha các bạn. Mỗi người 10 miếng dán nha, dán cũng 10 miếng thôi. Ủa mình đã tự dán luôn rồi. Xong rồi có là nè. À áo mình đã dán nha thôi. Dán quần đi. Dán quần đi anh. Em dán thành công nha anh. Khả Ngân đẹp nè, vỗ tay cho Khả Ngân nè. Cái đoạn này không ổn. Cái cơ gì gì lớn hết nè. Linh em ở lại đi Linh. Em không được rồi.
Vỗ tay thật lớn cho Minh Hằng các bạn. Một Minh Hằng có thể làm được nhiều thứ. Một Minh Hằng có thể sống hết mình vì đam mê. Một Minh Hằng có thể là hát bất kể ngày đêm. Tôi biết Minh Hằng cũng mười mấy năm rồi các bạn. Từ ngày đầu Hằng còn đi hát mà khi mà thấy cô ấy bước vào cánh gà thì các bạn thấy thương lắm. Người ta thì nói chung là lập đặt chuẩn bị lên sân khấu, nhưng cô ấy thì vẫn ở trong hậu trường chăm chú hát, hát, ôm và hát. Hát để không, cô ấy có tâm sự là không biết khi lên sân khấu hát như thế nào. Và đó là một điều cố gắng của một cô gái nhỏ. Lúc đó là không nghĩ là mình sẽ là một người nổi tiếng không Hằng nhờ. Chỉ sống hết mình với đam mê mà thôi, đúng không em? Em còn nhớ là những cái kỷ niệm mà làm sao dẫn dắt. Từ bé thì mình đã rất là mê hát. Mình ăn cơm, mỗi lần ăn cơm mà mẹ nói là mỗi lần mà muốn cho mình ăn cơm là phải mở băng video ca nhạc lên thì mình mới ăn cơm. Và khi đi chơi ở Hồ Kỳ Ngoài thì lạc mất vào trong cánh gà của một cái sân khấu ca nhạc. Và đi học á, thì dùng tiền đi học rồi để đóng tiền đi hát. Nói chung là có nhiều cái mà nói chung là mình không thể nào mà thắng nổi con tim của mình. Lúc nào mình cũng nói là mình phải học văn hóa, nhưng mà ngồi ở trong lớp thì chỉ nghĩ là hát hò như thế nào. Và từ bé mình hằng là được tiếp xúc với hát, nhảy múa, múa ba lê, múa tất cả các loại hình nghệ thuật. Và tới ngày hôm nay thì Hằng chỉ nghĩ là chỉ có tập luyện nó mới giúp con người trở nên hoàn hảo thôi. Anh chính vì thế là nếu như Minh Hằng không tự hào vì mình có quá nhiều tài năng, nhưng một điều mà Minh Hằng luôn tự hào đó là tôi là người rất là cần cù và chăm chỉ. Thôi thì mình đã cảm ơn với nhau rồi. Thì hồi xưa là 7 năm ra ca khúc lần, thì giờ 5 năm ra rồi. Thôi bây giờ 1 năm em ra mấy ca khúc lần mà. Phải không? Đúng mà, đúng không mọi người? Album rồi sẽ có luôn. Sẽ có album luôn. Bao lâu luôn, hứa luôn. Năm nay. Yeah. Ok, sẵn tiện ở đây thì Minh Hằng công bố nhiều dự án trong tương lai để các bạn fan không phải các bạn em biết là các ý của các bạn muốn là chị ơi chị ra concert đi ha, mini live show đi ha, rồi đóng phim đi ha, rồi làm web drama đi ha, làm vlog đi ha, bạn vlog rồi không? Mà em không biết là một ngày em nhận không biết bao nhiêu là tin nhắn với lại Messenger về cái chuyện đó rồi. Nên là ngày hôm nay Minh Hằng sẽ công bố luôn. Trong năm nay mình sẽ có một cái album và sẽ có một cái web drama. Và bây giờ thì ekip của Hằng cũng như là đã ngồi viết kịch bản hết rồi. Tháng 9, đầu tháng 9 Minh Hằng sẽ bắt đầu quay web drama đó.